Rồi chị giới thiệu đi. Xin chào mọi người, em tên là Lăng Thiếu ạ. Em ở bản chất công xã Thanh Sơn đấy, sở tại đấy. Hôm nay là có trưng bày gian hàng đấy là của đại hội mặt trận đấy. Bên đây gian hàng của chị Lăng nữa. Thân tiêu và khách quan là do chị thấy của chị Lăng Hương và dịch là ai có nhu cầu thì có thể biết chị Lăng Hương. Dạ, luôn là đây là của chị của em, dạ, đây là của gian hàng của em Lăng Hiếu, có cả mặt hàng về đi đồ ngâm rượu với là cần đây bốn trăm rưỡi. Đây là linh chi là dùng để thải độc và hỗ trợ tốt nhất cho những người khác. Đây là tổng hợp, còn đây là sâm len, đây là ba kích vàng, còn đây là chuối hột nguyên quả bóc vỏ phơi khô theo công thủ công chứ không phải là sấy. Đặc trưng của một số cái loại rượu này nó đây là nó bổ thần tâm đây ạ. Cái này bác kinh đây là dùng nhiều cho đàn ông là hỗ trợ về thần cho đàn ông với là một từ này. Còn đây là dạng để ăn ngon ngủ khỏe cho dây cho người gây quả báo đây cũng dây cho người gây. Đây là bò nên đặc trị cho ruột thưa, nếu như ta dùng để sắc uống á là ta điều trị ruột thưa. Còn sông cao đây là để ăn bổ béo đây cho người gây. Dạ. Bye.